giả Mỹ Đình. Vừa rồi là đường chuyền hỏng của Lương Xuân Trường và người đã lấy được bóng bên phía đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Đó là Chen Haowei. Khá nguy hiểm. Như vậy là tỷ số bất ngờ được mở cho đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Cầu thủ đã ghi bàn thắng cho đội khách đó là Wu Chun Trinh. Wu Chun Trinh là người đã gỡ hòa một đều ở trận lượt đi giữa hai đội. Và lần này anh lại tỏ ra có duyên ghi bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Dành cho Công Vinh. Đáng tiếc là sau đó quả tạt Công Vinh đã không được đồng đội ở phía trong đón nhận một cách hiệu quả. Rất nguy hiểm, Công Vinh. Tỷ số được cân bằng một đều. Rất nhanh. Một lần nữa thì Công Vinh lại thể hiện cái duyên ghi bàn của mình khi được khoác áo đội tuyển. Nhanh chóng, chỉ khoảng hơn một phút sau khi đội bạn ghi bàn. Hãy cùng xem lại pha đi bóng của Thành Lương. Công Vinh đã chọn vị trí và đưa ra một pha dứt điểm có thể nói là khá hoàn hảo. Hãy nhìn pha di chuyển của Công Vinh. Cầu thủ này đã lùi lại và đội bạn chơi bóng bổng. Đường chuyền dài rất chính xác. Đình Hoàng đổ vào dứt điểm. Tỷ số Đình Hoàng lên thành 2-1. Tuyệt vời. Một tình huống tấn công có thể nói là mẫu mực của đội tuyển Việt Nam. Một đường chuyền dài vượt tuyến dành cho Đình Hoàng. Lần này Đình Hoàng đã không chọn giải pháp dứt điểm quá hẹp mà chọn giải pháp thực hiện đường càng ngang. Và trong cơ hội món ăn thứ hai được trao cho mình thì Nguyễn Văn Toàn đã thực hiện một cú sút rất tự tin làm tung mảnh lưới của thủ thành Chư Chu Hùng và lần đầu tiên giúp cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này có lợi thế dẫn bàn. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Văn Toàn trong áo của đội tuyển quốc gia. Xin được chúc mừng Văn Toàn, một cầu thủ còn rất trẻ. Lần này thì Văn Toàn đã có một pha đệm lòng chính xác. Trong những buổi tập, thì huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cũng thường xuyên cho các học trò thực hiện những pha tấn công biên. Và vừa rồi là một tình huống tấn công mẫu mực như vậy. Vâng. Việc huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng lựa chọn những cái tên như Tuấn Anh, Xuân Trường trong xuất phát và cả Văn Toàn nữa với pha lập công trong trận đấu ngày hôm nay phần nào cho thấy người tiền nhiệm trước đây là Usamura không đặt niềm tin vào những cầu thủ này có lẽ là một sai lầm. Vừa rồi là một tình huống mà chúng ta sử dụng bóng dài để tấn công. Rõ ràng là mặc dù huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng nói là đội bóng của ông sẽ ưu tiên chơi bóng ngắn và bóng dài. Công Vinh. Đây là Thành Lương. Cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Lê Công Vinh. Rất bình tĩnh. Có vào. Rất đáng tiếc cho Lê Công Vinh và đội tuyển Việt Nam. Đây là một tình huống mà Công Vinh không hề việt vị. Như thường lệ thì Công Vinh đã rất bình tĩnh để xử lý bóng trước khi thực hiện pha dứt điểm bằng chân phải. Thực sự. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại cơ hội của Lê Công Vinh. Pha xoay người rất kỹ thuật của Công Vinh. Nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm lại hơi không chính xác một chút. Bóng lại đến chân của Công Vinh. Vẫn là Công Vinh. Xuân Trường, đường chuyền rất nhạy cảm của Xuân Trường. Tỷ số được nâng lên thành 3-1. Đó lại là Văn Toàn. Vâng, đó chính là sự hiểu ý của những cầu thủ đã gắn bó đến 7 năm, hơn 7 năm rồi cùng nhau. Hiểu nhau trong từng bước di chuyển. Một đường chuyền quá nhạy cảm của Xuân Trường. Một đường chuyền chính xác đến từng cm. Và Văn Toàn, nhiệm vụ của Văn Toàn còn lại là không khó. Chỉ cần một pha dứt điểm bình tĩnh là đủ. Vâng, quá nhiều cảm xúc cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng, cho những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã có mặt trên sân, cho các khán giả và đặc biệt là đối với cá nhân Văn Toàn. Lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia và anh đã lập một cú đúp. Chúng ta cùng xem lại pha bấm bóng rất kỹ thuật của Xuân Trường. Văn Toàn đã được tạo điều kiện cách tối đa. Đây có thể nói là một pha kiến tạo cực kỳ ngon ăn dành cho Văn Toàn. Phải nói rằng trong trận đấu ngày hôm nay, các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này đều được thực hiện với những tình huống phối hợp rất đẹp mắt.
trước khi có được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 thì Văn Toàn đã có cơ hội để giữ điểm. Xuân Trường, Công Vinh, Công Việt Vị, Công Vinh có thêm bàn thắng rồi. 4-1. Nụ cười mãn nguyện của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu này. Đúng như dự đoán thì vừa rồi đội bạn đã có sự mất tập trung và ngay lập tức Công Vinh đã thoát xuống để khi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-1. Vâng, một lần nữa chúng ta lại phải nói tới Xuân Trường. Thông thường thì trong những pha bóng như vừa rồi sẽ là một tình huống chuyền bóng sang bên phía cánh phải cho đồng đội di chuyển rất thoáng, nhưng Xuân Trường lại quyết định chuyền bóng vào trung lộ với tình huống băng lên phá bẫy Việt Vị của Lê Công Vinh. Và bàn thắng này của Công Vinh đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Mặc dù có khá đông các hậu vệ áo xanh, nhưng họ đã hoàn toàn để cho Công Vinh thoát xuống một cách rất thoải mái. Đã có sự mất tập trung của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Đây là một tình huống mà Công Vinh hoàn toàn không việt vị. Và lần này thì Công Vinh đã thành công với một cú sút bằng chân phải. Vâng, cũng phải nói rằng đây cũng là một tình huống bàn thắng may mắn dành cho Công Vinh. Bóng chạm mép dưới xà ngang.